What? Oh my god, really? Okay. Chào buổi sáng mọi người, chào buổi sáng Mỹ Thuôi. Hello. Con bảo chào các cô chú ạ. Đánh nhau chịu đi. Bảo good morning. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ok. Sáng hôm nay thì nhà cháu đang có một công công việc cần phải hoàn thành, đấy là làm khuôn bánh chưng. Nhưng anh có biết là rất hay không? Hôm qua em vẫn đang hoang mang làm thế nào để gói, nhưng mà sáng nay lúc tỉnh dậy đã thấy chị Bành Khuyên lên up video mới làm khuôn bánh chưng trong vòng 5 phút. Oh my god, she heard my prayers. Chúng ta phải kịp thời đấy, em đi flash start 2 tháng không có tốt video. Thôi thế. Công nhận, thật sự tồi tệ, không thể tin nổi. Này, chưa đến 1 tháng nhé, 2 tháng cái gì? Cái gì? Anh đang làm gì nhỉ? À, bánh mì. Hay, bánh mì trắng này anh thích. Không ạ? Yeah. Nó không ngọt, nó không ngọt, không mặn và nó mềm. Các tiêu chí rất chuẩn. Đây, bố cho em bé ăn sáng cùng bố. Đó mẹ sẽ chế. Nè, mở ra đây con. Bước ra đây. Mở ra nào, cho bố. Mì cho bố. Cho bố chim nhanh lên. Mì ơi. Mì. Chế bố đi. Nào. Ăn sáng xong rồi bố đưa lại. Cho bố một tí vào trong. Cảm ơn con. Đây để ở đây. Chúng mình ra lấy thôi mà. Nè. Hash brown này. Luộc cái này. Mình nóng nha. Đây có ngủ ngon nữa. Không mua cuộn đấy nữa. What? Lắp lại được. Giống kiểu toilet paper bị lắp. Ngược. Ngược đấy. Ngược. Con ơi, đâu ai chia tay? Mẹ. Không, của mẹ. Mẹ đang làm việc. Mí đang ăn đi, mẹ ăn sáng chưa? Trứng của Mí đâu? Đây rồi. Bánh mì của Mí đâu? Mí hai bạn con cho bé bé đi. Ngon không? Pretty good. Bữa sáng còn một hash brown. Nhớ là con có bé bé đi con. Nên cho tí âm nhạc nào. À, con có bé bé chưa? Con có. Nó đậu. Mẹ đi đi. Khi đi. Khi về. Miệng em. Đấy, chú chín rồi đấy. Mẹ hầu như chú nào? Mẹ yêu. Mẹ đi. Con nào? Yêu lắm cơ. Bây giờ sẽ đến màn rửa lá chuối. Tôi đã ngâm gạo rồi, đang đồ đỗ. Còn bây giờ sẽ rửa lá chuối và ướp thịt và chuẩn bị cuốn bánh chưng. Ở bên này không có lá rong nên đành phải
lá chuối. Chứ tớ cũng biết là cuốn bánh chưng là bằng lá rau mà. Hôm qua post lên Instagram mọi người kêu quá trời: chị ơi, phải dùng lá rau chứ. Ở nước ngoài thì lá rau là một xa xỉ phẩm. Thực ra ở ngoài kia, nếu không ở miền Bắc thì nó cũng đã xa xỉ rồi. Tớ thấy lá rau hình như là người miền Bắc dùng nhiều hơn. Đây, tớ sẽ để tặng nước hơi ấm ấm một chút. Cái rẻ cũ ở bạn ấy. Lau từ trên xuống. Vâng. Dương, anh phải cắt lá chuối trước đúng không? Đúng rồi. Yeah. Bây giờ nhá, cái bánh con. The purpose of khuôn is to make. Không phải bằng khuôn. À, bánh này. Ừ. À, anh nói gì? Thì cái này một nửa. Khóa hấp dẫn đây. Thằng kia làm gì ấy? Nó ngồi bóc cái túi. Sao nó lại biết ngồi bóc cái bóng bóng này nhở? Đó là rèn mẹ mày chứ thằng. Em không bao giờ bóc cái đấy. Mày rất thích bóc cái. Bóng 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 bóng. Pizza bắp, pizza bắp. Sợ ôi sợ, chuyên nghiệp. Kéo đâu. Nè, em gói đi, khô khô. Này, không khuôn. Ta sẽ có không khuôn. Đấy thì gói đây trước đấy. Để có bức lượng. Vâng. Xem tutorial chứ nhỉ. Xem cái gì? Cứ tức. Yes, yes. Đây, đầu tiên xếp là bánh chưng. Không, là chuối xếp mặt nào từ xanh nhỉ? Chắc là mặt xanh hơn này đúng không? Bát rồi. Đây, họ gập gập cái này, bốn này. Đây, đây, đây. Để tạm. Anh phải theo chứ? Không. Hả? Chỉ cần một bát con để đong thôi. Gập nó mới đẹp. Để bố gập. Cái gì cơ? Mama. Lấy được cái gì đấy? Mama. Super. Wonder Woman. Wonder Woman. Woman. Giới thiệu với mọi người đây là đây là bánh chưng của mẹ Diệp và đây là bánh chưng của bố Dương. À, mặc dù bánh chưng của mẹ Diệp thì không đẹp bằng bánh chưng của bố Dương nhưng mà mọi người hãy comment để ủng hộ động viên mẹ Diệp ạ. Đây, rất cẩn thận. Thằng Mỹ hát bài swimming à? Bài swimming á? À vâng, thằng Mỹ nhận đi mua nhá. Rồi, bây giờ hát nhá. Let's go swimming, let's go swimming. Mình swimming thế nào? Let's go swimming, let's go swimming, let's go swimming. In the bottom of the ocean.
Then the little fish is getting very, very tired, and they go back to the rock, and they put down their heads, and they put down their tails, and they took a little nap. And when they woke up, they were feeling a little dirty. So they decide to take a shower. So they wash their hair, and they wash their ears, and they wash their tummy, and they wash their beard, and they wash their nose, and they wash their toes, and then they said, wait a minute, we're fish, we don't take shower, let's go swimming, in the bottom of the again. Oh hi. Mì hát bài Twinkle Twinkle Little Star nè. Twinkle Twinkle Star. How? Thì mình hát bài con cò bé bé nè. Khi đi. Mẹ yêu Hana. Mẹ yêu gì ấy? Được rồi. Mình ngồi gần vào trong không ngã con. Ngồi vào trong không ngã kìa. Chơi vơi thế kìa. Mí. Tựa lưng vào tường. Lưng cơ mà. Quay lưng vào tường con ạ. Không quay ra ngoài. Đúng rồi. À ok. Ngồi thế thì được. À ok. Thế còn xuống như nào? Bán đường. Bán tường. Ok. Ok. Giỏi quá nè. Hello, high five. Yeah. Rồi. Từ hồi lấy chồng xong em thấy khác gì không? Cuộc sống độc thân của em thay đổi nha. Không biết. Thay đổi chứ. Dạ. Yeah. Phải làm việc nhà nhiều hơn. Đúng rồi. Vui hơn. Ừ. Ừ, chắc là làm việc nhà vui hơn, nhiều hơn, nhà vui hơn đúng không? Ừ. Không. Có người khác ở cùng với nhà. Dạ, hả to con. Cái đó lời khuyên cho các bạn nữ là hãy làm việc nhà nhiều để có một cuộc sống vui vẻ. Ừ, nhưng mà ý là làm việc nhà với tâm thế là kiểu chăm sóc cho gia đình, cho người mình thích không? Ừ. Gì nữa nào? Anh nghĩ ra. Ủa anh hết chickpeas đi này. Không làm biết đi peekaboo các bạn mèo nhé. Peekaboo. Boo.
Wow, đây là mẻ bánh khúc improvise từ những thành phần thừa khi làm bánh chưng. Nhà tớ chỉ gói 4 chiếc bánh chưng thôi. Thứ nhất là vì cái phần còn lại của lá chuối không đủ nữa, nên là quyết định lôi ra làm nốt bánh khúc cho đỡ phí. Còn bây giờ thì sẽ đến màn ten 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 vớt bánh chưng. Bố Dương sẽ làm gì bây giờ tiếp? Sao nó đỏ nhỉ? Đợi em chỉnh lại đã nhá. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp? Hả chef Dương? Bây giờ chúng ta đến màn cố nhắc lại của bánh chưng. Nhìn đây, chi chi. Ok. Sau đó sẽ... Con làm gì đấy hả con? Mí? Tại sao cái bỉm của con nó lại ở đây? Đấy, bạn này là chuyên môn lôi các thứ đi linh tinh vứt ra sàn nhà, xong bây giờ lại nằm đây ngủ. Con lau sàn hộ mẹ đúng không? Kinh khủng quá. Mí à ơi, bạn ăn chu chu đi. À ơi như thế nào? À ơi. Tiếp, hát đi. À ơi chứ. Gọi nhất là tôi. Không. Cái cò đi đón cơn mưa cơ mà. Anh đưa cò về đúng rồi. À ơi cò về thăm quán, thăm quê, thăm cha thăm mẹ. Cò về mẹ. Chán. Thôi con cứ nằm đấy đi. Exciting. Ăn được hay không ăn được? Cò về thăm quán. Nước xanh chưa? Bao nhiêu màu xanh là ra đây hết. Đúng rồi, nước xanh như này là chứng tỏ bánh rất vàng ấy. Oh, I have no doubt. Màu gì cũng ngon hết. Được. Mẹ nó không nhão nhuyết hoặc sống sượng là được. I appreciate everything in between. Được. Dậy ở đây hả con? Không bị rách và không bị phòi cũng là thành công rồi đấy chứ. Nhiều nhỉ? Đúng rồi đấy. Yay. Quá à. Yay. Được giới thiệu với các bạn nhá. Hai chiếc bánh vuông vức này là do Diệp gói. Hai chiếc bánh gai này là mày đừng có... Ai làm gì đâu? Mày ghen tích vì tài khỏi bánh chưng của tao đi. Yes. Ra đi. Definitely. Mọi người hãy comment ủng hộ Diệp vài cái không? Thì Diệp gói mặc dù xấu hơn bố Dương nhưng mà cũng cần được này, mọi người nhưng mà thực thương. Ra nhá, sau khi luộc cái của anh phồng lên trông vuông vức hơn đấy. Đừng nói nhiều. Tao tính cả rồi. Ok. Hello mọi người. Tớ đang edit vlog này xong lại thấy nó kết thúc quá cụt lủn nên là lôi máy ảnh ra để quay nốt phần ending cho vlog. Thời gian này nhà tớ cũng đang rất là bận rộn, nhiều việc cá nhân linh tinh của gia đình, nên là tớ ra vlog cũng không được đều lắm, xong rồi quay thì kiểu lúc được lúc không ấy. Bạn Mí đợt này tớ còn đang potty train, luyện cho bạn ấy ngồi toilet, bỏ bỉm. Nên là kiểu càng ngày luôn chân luôn tay, bận rộn, không bao giờ nhớ ra làm gì hết. Xong đến lúc muốn quay thì nhà cửa lại kiểu bừa bộn lung tung, thế nên là cũng lại không muốn quay. Sợ mọi người kêu la. Đấy, anyway bây giờ là 12 giờ hơn 12 giờ kém rồi. Hai bố con đã đi ngủ từ lúc 10 giờ rồi thì tớ mới lôi máy ra để edit vlog và làm nốt tất cả các thứ, giải quyết dứt điểm những cái vlog cũ đi để còn tiếp tục cuồn chiều quay các vlog mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem vlog của nhà tớ, vẫn theo dõi và mong ngóng nhà tớ giục tớ edit vlog mới khi không có. Tớ hứa sẽ chăm chỉ hơn trong thời gian tới. Vlog đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người cho những clip lần sau nhé. Bye. À quên, còn về những cái bánh chưng thì cái đợt bánh chưng đấy rất ngon. Bánh rất dền, rất xanh, rất ngon. Lần nào bóc ra cũng ăn nhanh quá, cũng không kịp vlog lại gì cả. Đợt Tết bọn tớ cũng
nhiều lịch đi chơi vui, nhưng mà hầu như cũng không mang máy đi vì các cái sự kiện đông người tớ cũng ngại lôi máy tính ra, à lôi máy ảnh ra quay, sợ mọi người ngại theo. Đấy kiểu thế. À, trời ơi, muộn quá, buồn ngủ, nói linh tinh không biết mình đang nói gì nữa rồi. Update với mọi người tí thế thôi. Nhớ đón xem các vlog sau của Nhật Tứ bằng cách subscribe và bấm chuông nhé. Bye.